Wesley Rodriguez. Đây là đội hình ra quân của câu lạc bộ Nam Định. Với sự thiếu vắng của đội trưởng Lâm Anh Quang thì cầu thủ trẻ Minh Nghĩa sẽ là một trong hai trung vệ của đội chủ nhà ở trận đấu này. Hai tiền vệ chơi thấp nhất đó là Văn Hiếu và Đình Mạnh. Có lẽ Osukonan sẽ là cầu thủ hỗ trợ cho tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công của Nam Định, đó là Rodrigo Diaz. Đây chính là Phạm Văn Cường, thủ môn của Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này. Thanh Thắng đã phải nhận một án kỷ luật sau khi anh đã có những lùm xùm trong trận đấu với câu lạc bộ Thanh Hóa. Như thường lệ thì Liên Nguyễn vẫn có mặt trong đường xuất phát để hỗ trợ cho hai tiền đạo ở phía trên, đó là Paolo và Julio. Ngày hôm nay thì cả hai đội đều đã phải nhận những sự thiệt thòi, sự mất mát nơi hàng phòng ngự. Đội chủ nhà đó là đội trưởng Lâm Anh Quang, thì đó thì đội khách Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là sự thiếu vắng của thủ thành Thanh Thắng. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Ngô Duy Lân. Trọng tài được đánh giá thì nói là rất cao hiện tại ở V-League. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Thành phố Hồ Chí Minh là đội ra bóng trước trong trang phục áo đỏ quần trắng. Bảo vệ cầu môn phía tay trái, nếu theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay những phút đầu tiên thì Thành phố Hồ Chí Minh đã tràn sang phần sân của đội chủ nhà Nam Định. Mùa giải năm nay thì phong độ thi đấu trên sân khách của Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là rất không tốt. Có 4 trận đấu Thành phố Hồ Chí Minh rời xa Thống Nhất thì họ thua 3 và chỉ hòa một trận, đó là trận hòa trước Thanh Hóa ở vòng đấu trước. Huy Toàn rất hay. Lâm Tiên Phong. Thanh Bình sút ra. Cú sút đầu tiên của trận đấu thuộc về đội khách Thành phố Hồ Chí Minh. Đó có thể coi là một tình huống sút bóng trúng đích. Nhưng thực sự với những tình huống sút xa như vừa rồi thì rất khó để gây khó dễ được cho Đinh Xuân Việt. Tiếng hô có thể nói là rất sôi động trên khán đài Sâm Động Thiên Trường. Và ngày hôm nay thì cũng có một sân vận động nữa có được lượng khán giả có thể nói là rất sôi động, đó là trận đấu có thể nói là cầu đinh của vòng đấu này giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Trận đấu đó đang có kết quả là 1-0 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai. Người lập công cho đội chủ nhà đó là đội trưởng Lương Xuân Trường. Một tình huống sút xa rất đẹp mắt ở những phút cuối cùng hiệp 1. Rất hay. Vừa rồi thì Huy Toàn đã bị vấp ngã. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đường xuất phát của đội chủ nhà như sau: thủ thành số 56 Đinh Xuân Việt, số 9 Hoàng Xuân Tân, số 1 Rodrigo, số 12 Đinh Văn Trường, số 18 Đoàn Thanh Trường, số 23 Phan Văn Hiếu, số 29 Nguyễn Đình Mạnh, số 44 Wesley Rodriguez, số 73 Oso Conan, số 77 Mai Xuân Quyết và số 98 Phạm Minh Nghĩa. Ngày hôm nay thì cầu thủ trẻ Minh Nghĩa đã phải chơi ở một vị trí có thể nói là rất lạ lẫm của mình, vị trí trung vệ, vị trí mà đội trưởng Lâm Anh Quang đã để lại. Lâm Anh Quang đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp cao thủ Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước. Phối hợp giữa Osokunan và Rodrigo, những pha quay người sút bóng của tiền đạo bên phía Nam Định thì anh đã sút trượt bóng, nhưng vừa rồi có thể coi là một tình tấn công có nét của đội chủ nhà. Ở mùa giải năm nay thì Rodrigo đã có 4 bàn thắng cho Nam Định. Là số bàn thắng của Osokunan. Rõ ràng đây là một bộ đôi tiền đạo có thể nói là rất được chú ý ở mùa giải năm nay. Sau những nghi ngờ
Trong trận đấu đầu tiên thì Osukonan đã tỏa sáng liên tiếp những vòng đấu tiếp theo để giúp cho Nam Định có một phong độ có thể nói là cực tốt. Đội hình xuất phát của đội khách Thành phố Hồ Chí Minh như sau. Thành số 25 Phạm Văn Cường. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Phạm Văn Cường cho đội bóng mới. Số 7 Sầm Ngọc Đức mang băng đội trưởng. Số 8 Trần Thanh Bình. Số 11 Hào Paulo. Số 14 Đỗ Văn Thuận. Số 16 Võ Huy Toàn. Số 17 Lâm Ti Phong. Số 23 Trần Đình Khương. Số 24 Lý Nguyễn. Số 29 Nguyễn Trọng Long. Và số 93 đó là Julio Barros. Junior Barros cũng chính là cầu thủ ngoại duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh nếu này có bàn thắng. Đoàn Thanh Trường. Vòng đấu trước thì Thanh Trường đã có bàn thắng gỡ hòa ba đều cực kỳ cảm xúc trên sân vận động Pleiku trước của anh Gia Lai. Rất đáng tiếc là các đồng đội của anh đã không giữ được lợi thế đó. Khi ở những phút bù giờ cuối cùng thì Nam Định đã bị trọng tài thổi một quả phạt đền. Tình huống mà Văn Thành đã tạt bóng chạm tay của Wesley Rodriguez. Rất đáng tiếc cho Hoàng Gia Lai, rất đáng tiếc cho Nam Định ở trận đấu gặp các thủ Hoàng Gia Lai. Rất sôi động. Rồi là pha chọn bóng chính xác của Nguyễn Trọng Long. Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà Nam Định và người lập công đó là Osukonan. Bàn thắng thứ 5 của cầu thủ này mùa giải năm nay. Một lần nữa thì Thiên Trường lại dậy sóng. Quá hay, quá nhanh, mới phút thứ 6 thôi. Một phút mất tập trung của hàng thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Osukonan lại có bàn thắng. Ta sẽ cùng phải xem lại pha làm chậm ai là người kiến tạo cho Osukonan ở trong tình huống vừa rồi. Bàn thua đầu tiên của Phạm Văn Cường ở mùa giải năm nay. Osukonan đang chơi quá hay trong màu áo của Nam Định. Ở trận đấu trước gặp Gia Lai thì Osukonan đã không có tên trong đường xuất phát, nhưng ở trận đấu này khi chơi trên sân nhà, Konan đã lập công. Và người kiến tạo cho Osukonan đó không phải là ai khác, một cái tên cũng rất quen thuộc, Rodrigo Diaz. Một lối chơi quá quen thuộc của Nam Định của mùa giải năm nay. Biết nhưng không làm gì được. Bóng tìm đến vị trí của Rodrigo. Anh làm tường cho tiền đạo Osukonan ghi bàn. Và không quá khi Rodrigo Diaz cho đến thời điểm này là một tiền đạo mục tiêu hay nhất của V-League. Tính cho tới thời điểm vòng thi đấu thứ 10, 4 bàn thắng và vô số đường kiến tạo cho các đồng đội của mình. Rất quyết liệt và thông chiến của Wesley. Tiếp tục là Wesley Rodriguez, Sâm Ngọc Đức. Rodrigo, bóng rất hay của Rodrigo. Lâm Tí Phong. Đấu đang diễn ra rất hay và sôi nổi. Khánh Bình. Và phòng ngự hay của tiền vệ trẻ Văn Hiếu. Ở mùa giải năm nay thì cùng với Đình Mạnh, Hoàng Xuân Tân và Rodrigo thì Văn Hiếu chính là một những cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong màu áo của Nam Định. Tính tới vòng thi đấu thứ 10, anh đã có 8 trận đấu cho đội chủ nhà. Người đang bị đau đó là Wesley. Hôm nay thì Wesley mang băng đội trưởng của Nam Định. Chắc chắn là người chơi cạnh Wesley ngày hôm nay đó là Minh Nghĩa sẽ có một trận đấu khó khăn
Đây mới là phút thứ 9 của trận đấu thôi và thời gian còn rất dài. Hai cầu thủ trên hàng công của Thành phố Hồ Chí Minh cũng là những cầu thủ tương đối chất lượng, đó là Barros và Hao Paulo. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định đó ông Nguyễn Văn Sĩ, trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đó là ông Paul King. Rõ ràng sân nhà là một điểm mạnh của Nam Định, trong khi đó thì sân khách chính là điểm yếu của Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì ở những phút đầu tiên trận đấu, Nam Định đã có bàn thắng. Hôm nay chắc chắn Thiên Trường là một trong những sân vận động đông nhất ở vòng thi đấu thứ 10 này. Sân Thiên Trường rộng hơn so với sân Pleiku của Hoàng Gia Lai. Và chắc chắn số lượng khán giả có mặt trên sân Thiên Trường sẽ đông hơn so với sân Pleiku. Đây có lẽ là một trong những mùa giải gần đây nhất mà Nam Định chơi cực kỳ thành công. Khán giả Nam Định là một trong những khán giả có thể nói là rất tuyệt vời. Ngay kể khi đội bóng gặp trong những hoàn cảnh khó khăn nhất thì họ cũng không bao giờ rời xa đội bóng của mình cả. Đó chính là điều mà rất ít các cổ động viên của đội bóng có thể làm được. Thành Trường không thể chiến thắng được sân Ngọc Đức trong pha tranh chấp vừa rồi. Và xử lý an toàn của Wesley. Đỗ Văn Thuận. Ngày hôm nay thì ba trung vệ của Thành phố Hồ Chí Minh đó là Đình Khương, Văn Thuận và Sầm Ngọc Đức. Các tiền vệ gồm có Huy Toàn, Trọng Long, Thanh Bình. Lê Nguyễn vẫn là hộ công cho hai tiền đạo Barros và Hao Paulo. Chơi trên cánh phải của Thành phố Hồ Chí Minh đó là Lâm Phi Phong. Chuyển bóng không tốt vừa rồi là của Osoponan. Văn Cường. Lâm Phi Phong. Anh Bình. Lâm Tiến Bồng đối đầu với Wesley. Có lẽ đã có lỗi của Lâm Tiến Bồng trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Hai trận đấu trên sân khách gần đây nhất của Nam Định đều là những trận đấu có thể nói là cực kỳ cảm xúc. Nam Định luôn được dẫn trước nhưng họ vẫn vùng lên, có một tinh thần có thể nói là quả cảm. Nếu may mắn hơn trong trận đấu gặp Hoàng Gia Lai trên sân Pleiku thì Nam Định đã có thể có một điểm để mang về. Với những trận đấu như vậy rõ ràng là các vận động viên của Nam Định xứng đáng được các cổ động viên của mình dành cho những thể nói là sự quan tâm đặc biệt như vậy. Rất căng thẳng. Rồi! Bóng đan! Rất hay. Và đỡ ngực sau đó tung móc bô lê rất hay của Osokonan. Suýt chút nữa thì Konan đã có bàn thắng thứ hai của mình ở trận đấu này. Rất quen thuộc, người chạm bóng trước đó vẫn là Rodrigo Diaz. Pha tung móc vừa rồi làm chúng ta nhớ đến bàn thắng của Rodrigo trong màu áo của Quảng Nam vào lưới của câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải năm trước. Bàn thắng có thể nói là đẹp nhất ở V-League mùa giải năm 2020. Một siêu phẩm của Rodrigo.
phút thứ 14 của trận đấu. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao sau bàn thắng của Osokonan. Đây đã là bàn thua thứ 8 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tính trên sân khách. Trên sân khách ở mùa này thì họ mới chỉ ghi được một bàn. Lỗi của Hao Paulo. Bốn trận sân khách được một điểm. Đó là một trong những có thể nói là thông số rất đáng buồn đối với Thành phố Hồ Chí Minh, một đội bóng được đầu tư có thể nói là rất nhiều những hy vọng với Thành phố Hồ Chí Minh ở đầu mùa giải năm nay, với mục tiêu chắc chắn là tranh cúp vô địch với những đội bóng như là Hà Nội, Viettel và Oanh Gia Lai. Đến thời điểm này thì có lẽ là mục tiêu thiết thực nhất của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc vòng đấu thứ 13, đó là một trong 6 vị trí ở nhóm A. Bóng đã đi hết đường biên dọc sau pha xử lý của Lý Nguyễn. Lý Nguyễn đang là cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh. Pha xử lý ở phút 85 trong trận đấu gặp Thanh Hóa vòng đấu trước là một pha xử lý rất đẳng cấp của Lý Nguyễn. Pha xử lý rất nhanh trong vòng cấm để giúp Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng mở tỷ số dẫn trước Thanh Hóa với tỷ số là 1-0. Rất đáng tiếc thì ở phút bù giờ cuối cùng, Trịnh Văn Lợi đã gỡ hòa cho Thanh Hóa sau tình huống đánh đầu. Tình huống đá phạt ở phút cuối trận. Tốc độ của Barros không được. Vậy là ném biên thuộc về cao thủ Nam Định. Vào ngày hôm qua thì các trận đấu sớm đã diễn ra ở vòng thi đấu thứ 10. Sông Lam Nghệ An bất ngờ thất thủ với tỷ số 0-2 trên sân nhà trước một đội đang gặp rất nhiều khó khăn, đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số là 0-2. Trong khi đó thì Top Valen Bình Định cũng để thua Thanh Hóa 0-1 trên sân nhà. Sài Gòn hòa 0-0 trước Hải Phòng trên sân Thống Nhất. Trận đấu đang diễn ra vào ngày hôm nay hồi 17 giờ. BKMX Bình Dương đang hòa SHV Đà Nẵng với tỷ số 0-0. Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn trước Hà Nội với tỷ số là 1-0. Bàn thắng được ghi do công của Lương Xuân Trường. Trong khi đó thì trận đấu chúng ta đang theo dõi, tỷ số đang là 1-0. Người mở tỷ số đó là Osokunan. Bàn thắng thứ 5 của cầu thủ người bờ biển Nga ở mùa giải năm nay. Bàn thắng thứ 18 của Nam Định ở mùa giải này. Và họ vẫn đang chỉ xếp sau Hoa Anh Gia Lai mà thôi. Không chính xác. Cú sút xa của Hao Paulo. Với bàn thắng ghi được vào lưới của Hà Nội thì Gia Lai đã nâng tổng số bàn thắng của mình ở mùa giải năm nay lên con số 19. Một siêu phẩm sút xa của đội trưởng Lương Xuân Trường. Bàn thắng đầu tiên của số 6 bên phía Hoa Anh Gia Lai mùa giải năm nay. Một sự giải tỏa có thể nói là rất lớn. Chơi đầu của Rodrigo đang là có thể nói rất tốt. Vì những pha không chiến của Rodrigo thì phần thắng thường thuộc về số 11 của Nam Định, Hao Paulo. Barros.
Lê Nguyễn rất hay, Lâm Thi Bông gọi quá cầu toàn. Ở một góc sút như vừa rồi thì hoàn toàn Lâm Thi Bông có thể đưa ra một cú sút ngay về phía khung thành của Đinh Xuân Việt. Một pha phối hợp rất hay đến từ bộ đôi Lê Nguyễn và Lâm Thi Bông. Thật sự là khá cầu toàn khi bên trong rất nhiều cái bóng áo vàng và Lâm Thi Bông có thể đưa ra một quyết định dứt khoát hơn là dứt điểm. Thanh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang ép sân. Paulo, cánh phải là Lâm Thi Bông. Không có lỗi của Đinh Văn Trường trong tiếng vừa rồi. Phản công cho Nam Định, Rodrigo. Mặt sân của đội chủ nhà Nam Định ngày hôm nay có vẻ là hơi trơn. Lý Nguyễn, Lâm Thi Bông rất hay, sẽ có thể. Tình huống kéo người rất lộ của Thanh Trường đối với Lâm Thi Bông, nhưng trọng tài Ngô Duy Lân cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng các lợi thế, nhưng thẻ vàng chắc chắn vẫn sẽ được rút ra. Đó là một quyết định hợp lý mà thôi. Và còn người hay của Lâm Thi Bông. Đầu tiên của trận đấu thuộc về số 18 là Thanh Trường của đội chủ nhà. Và con người rất hay của Lâm Thi Bông. Khung vừa qua thì cánh phải là nơi mà cầm rất nhiều. Hai cánh của Thành phố Hồ Chí Minh đều là những cầu thủ có tốc độ rất tốt. Một cái phải đó là sự hiện của Phong Toàn, một cái phải đó là Lâm Thi Bông. Tới được vị trí của Rodrigo. Đinh Văn Trường, bóng vào chân phải Rodrigo. Còn à, rất đẹp. Không được. Vẫn là áp lực đến từ bộ đôi tiền đạo Rodrigo và Oso Konan. Bộ đôi này thực sự là quá nguy hiểm trên hàng công của Nam Định. Những trung vệ nội của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một ngày làm việc cực kỳ vất vả. Nhắc nhở đến từ trọng tài Ngô Duy Lân đối với Julio Barros. Của Phạm Văn Cường. Phạm Văn Cường cũng đã có thời gian được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội dự tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Nhưng sau khi chốt danh sách cuối cùng thì anh không thể cạnh tranh được với những cái tên như là Đặng Văn Lâm, như là Nguyễn Tuấn Mạnh. Thời gian gần đây thì kể cả những tên như là Bùi Tấn Trường nữa sẽ là những sự lựa chọn đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo cho khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Phạm Văn Cường trong thời gian gần đây không được thi đấu nhiều trong màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh. Người bắt chính đó chính là thủ môn Thanh Thắng. Đã có nhắc nhở của trọng tài Ngô Duy Lân đối với Hà Paulo. Một
phản ứng như vừa rồi, rất nhiều cầu thủ bị các trọng tài cho một chiếc thẻ vàng. Có thể nhớ tới trường hợp của Ismaila Tidane. Sâm Ngọc Đức từ 25 trận đấu và cả hai đội đang chơi với một tốc độ cao. Với bàn thắng có được ở phút thứ 5 thì Nam Định đang chơi với một đội hình tương đối thấp. Đội khách Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Conan của Rodrigo Diaz. Tiếp tục là một pha phối hợp giữa Osokonan và Rodrigo. Nhưng ở một góc vừa rồi thì dứt điểm bằng chân phải phối hợp. Điều thực sự khó cho Rodrigo. Cầm ít bóng hơn, nhưng tới thời điểm này thì họ cũng chính là đội bóng dứt điểm nhiều hơn. Một lần đã phải nhắc nhở Vũ Trọng Long và quả bóng rất nguy hiểm đối với Phạm Minh Nghĩa. Quả bóng thực sự nguy hiểm. Lúc này của trận đấu thì Minh Nghĩa đang chơi ổn bên cạnh thủ vệ đội trưởng Wesley Rodriguez. Không có lỗi của Lâm Phi Công. Một phút vừa qua thì Mai Xuân Quyết đã trở về vị trí phải nói là sở trường của mình, vị trí tiền vệ cánh trái. Hôm nay thì Mai Xuân Quyết đã có hai bàn thắng cho Nam Định, một bàn thắng vào lưới của Hải Phòng và một bàn thắng vào lưới của Sài Gòn. Và không thể theo kịp đội bóng được rồi. Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội vẫn có tỷ số là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Nếu như tỷ số này vẫn giữ nguyên sau khi trận đấu kết thúc, rõ ràng Hoàng Gia Lai có thể nói là một đội bóng đáng gờm ở mùa giải năm nay. Và chắc chắn cơ hội để Hà Nội có thể đua tranh trước vô địch ở mùa giải năm 2021 sẽ ít đi rất nhiều. Nếu như để thua trận đấu này thì Hà Nội sẽ bị câu lạc bộ Hoàng Gia Lai bỏ xa tới 12 điểm. Cho dù Hà Nội có thể bước vào được giai đoạn 2 với một trong những vị trí ở trong top 6, nhưng với chỉ có 5 trận đấu mà bị bỏ cách với một số điểm quá xa đến như vậy, sự khó cho đơn vị quân. Là một tình huống đánh đầu làm tường của Rodrigo dành cho Osokonan.
tình huống chiếm khoảng trống rất nhanh của Osokonan mỗi khi bóng tới vị trí của Rodrigo. Và ngay sau khi mất bóng thì chúng ta có thể nhìn thấy thái độ phòng ngự của Osokonan là tốt đến như thế nào. Có một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Cự ly của tình huống đá phạt này vào khoảng 30m. Đoàn Thanh Trường đã phạm lỗi với Lý Nguyễn. Hôm nay thì Thanh Trường chơi thay vị trí của cầu thủ trẻ, đó là Nguyễn Đình Sơn. Có thể cầu thủ thực hiện đá phạt này đó chính là Lý Nguyễn. Lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay xoay quanh Lý Nguyễn rất nhiều. Phải một cú dứt điểm và là một tình huống phối hợp. Apollo cuối cùng thì Apollo lại dứt điểm. Bắt chước không được sự chuẩn lợi dành cho số 1 bên phía đội khách. Một lần nữa thì thủ thành Vinh Xuân Việt lại ôm gọn sai bóng. Đường chơi bóng rất đồng đội của Lý Nguyễn. Xuân Quyết Long đang tỏ ra rất khỏe. Và rồi là một tình huống chuyền bóng không đúng với Trọng Long. Rất may là đội trưởng Sơn Ngọc Đức đã can thiệp kịp thời. Julio Barros mở bóng có thể nói là quá thiếu chính xác. Trần cao thủ Nam Định, Bình Mạnh, và xử lý an toàn của Lâm Thi Phong. Nhất của vòng đấu này đó là trận đấu giữa Đương Kim Vô Địch Việt Theo và Quảng Ninh. Quảng Ninh đã phải nhận thua thứ hai của giải năm nay. Đội bóng rất mạnh đó là Việt Theo, tỷ số là 1-2. Đánh nhau rất nguy hiểm, vẫn còn Văn Hiếu, Xuân Tân rất hay, còn không, không được. Trận đấu gặp cao thủ Hoàng Anh Gia Lai thì Xuân Tân có một siêu phẩm từ một tình huống sút xa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho các cầu thủ Nam Định. Qua đó thì đã giúp cho Nam Định đã có một trận đấu có thể nói là rất hứng khởi, gỡ hòa 3 đều ở những giây cuối cùng. Thì rất đáng tiếc là Hoàng Anh Gia Lai đã nâng tỷ số lên 4-3 từ cú phạt đền của Công Phượng. Kèm người rất khó chịu của Văn Hiếu và anh sẽ phải nhận thẻ vàng. Thẻ vàng thứ hai của Văn Hiếu mùa giải năm nay. Tất cả các thủ Nam Định đều hiểu rằng nếu bỏ lỡ và bỏ quên Lý Nguyễn chỉ trong một khoảnh khắc thôi, thì thực sự tinh thần của họ sẽ
bị đặt trong một trạng thái hết sức nguy hiểm. Chắc chắn là Hoàng Lâm vào thay Thanh Bình và Đỗ Văn Thuận sẽ được đẩy lên hàng tiền vệ. Hoàng Lâm đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha đầm bóng an toàn của Đinh Xuân Việt. Bóng vẫn còn trong sân. Nhưng đã có lỗi việt vị. Hàng tiền vệ của Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi có thể nói là không tốt ở những phút vừa qua. Ngay lập tức huấn luyện viên Phục Kình đã có những sự thay đổi. Xem lại tình huống mà Văn Hiếu đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Ngô Duy Lân. Một giải cực kỳ tiến bộ của cầu thủ năm nay mới 21 tuổi về phía đội chủ nhà. Giải thứ hai của trận đấu này và nó đều thuộc về Nam Định. Paulo đã mở bóng khá thoáng dành cho Ba Đốt. Thủy Toàn đang băng lên. Đây là một tình huống dứt điểm. Rất thất vọng. Không thể chuyển xuống sát hơn được nữa. Chắc chắn là huấn luyện viên Vô Kình đang rất khuyến khích các học trò mình tung ra những tình huống dứt điểm, thậm chí là dứt điểm từ xa. Rodin cần phải có những hành động kiềm chế hơn. Đặt tỷ phòng, Sâm Ngọc Đức. Vẫn là những tình huống có thể nói can thiệp rất tỉnh táo của trung vệ Wesley Rodriguez. Paulo, Lý Nguyễn, Lâm Tiến Phong. Lâm Tiến Phong đang chơi khá hay ở bên cánh phải của Thành phố Hồ Chí Minh. Lý Nguyễn, Văn Thuận. Rất hay, Lý Nguyễn rồi. Không được, và đỡ ngực của Lý Nguyễn, bóng đi hơi dài. Ngay sau khi có sự điều chỉnh đến hàng tiền vệ thì Đỗ Văn Thuận đã tung ra một đường chuyền rất hay dành cho Lý Nguyễn. Rất may trong tiếng vừa rồi thì số 24 của Thành phố Hồ Chí Minh đã có một tình huống đỡ ngực, có thể nói là bóng đi hơi dài. Như Lý Nguyễn khống chế bóng tốt hơn trong tình huống vừa rồi, rất có thể là khung thành của Nam Định sẽ bị chao đảo. Thứ hai, Văn Thuận áp sát rất nhanh của Đình Mạnh. Rio Barros. Sóng gió về khung thành của Nam Định. Sâm Ngọc Đức. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách Thành phố Hồ Chí Minh là cao hơn rất nhiều so với Nam Định. Nhưng điều đó cũng chưa nói lên được quá nhiều điều. Đình Khương. Võ Huy Toàn. Barros và Ha Paulo đang chơi rất xa nhau. Barros thì thường xuyên dạt sang phía cánh trái, trong khi đó thì Ha Paulo thì lại thường xuyên chơi bám biên phải. Như vậy hai cầu thủ này không có nhiều cơ hội để tìm thấy nhau trong những đường bóng mà Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai tấn công.
trước tình huống đá phạt này, đó là Hà Paulo. Không được. Trận đấu này thì cánh phải của Thành phố Hồ Chí Minh là nơi họ triển khai tấn công tốt hơn so với cánh trái, nơi có sự góp mặt của Võ Huy Toàn. Lý Nguyễn, pha đá bóng không thành công của Lý Nguyễn. Lỗi của Barros, lỗi Đinh Văn Trường. Hậu vệ nhỏ con Đinh Văn Trường đang chơi rất hay trong màu áo của Nam Định ở mùa giải năm nay. Đến cả trận đấu này thì anh đã phải nhận hai thẻ vàng. Thẻ vàng đầu tiên của Văn Trường đó chính là thẻ vàng anh phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng ở trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Thực sự là quá khó khăn cho phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kiểm soát được chiều cao của Rodrigo. Chúng ta có thể thấy là đã có sự điều chỉnh khi huấn luyện viên Vô Kinh đã tung một trung vệ có chiều cao tốt như Hoàng Lâm vào để tranh chấp với Rodrigo. Nhưng chỉ với chiều cao 1m80 của mình thì thực sự khó để Hoàng Lâm có thể tranh chấp với một cầu thủ có thể nói là cao tới 1m90 như Rodrigo Diaz. Không chỉ có chiều cao tốt mà khả năng chọn điểm rơi của Rodrigo thực sự là rất đáng nể. Anh gần như chiến thắng 100% trong những pha không chiến. Bóng từ đầu của Rodrigo thường tới vị trí của Sokunan. Và đó chính là bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Tình huống đánh đầu chiến thuật của Rodrigo đã giúp cho Sokunan đối diện với khung thành của Phạm Văn Cường. Và đó là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ người Senegal ở mùa giải năm nay. À, Paulo. Trọng Long. Bên trái đó là Trần Đình Khương. Ngay cả các trung vệ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang dâng rất cao. Lý Nguyễn. Lâm Tiến Phong. Đỗ Văn Thuận. Vẫn còn không có lối việt vị. Lý Nguyễn dứt điểm. Nguy hiểm. Vị trí dứt điểm rất giống với bàn thắng của Lý Nguyễn trong trận đấu gặp Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 9. Vừa rồi là một tình huống phối hợp rất hay của Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn ở trong tình huống đầu tiên không có lỗi việt vị của Lâm Tiến Phong, chắc chắn là như vậy. Lâm Tiến Phong còn đứng trên Wesley Santos rất nhiều. Pha xử lý quá gọn gàng đến từ Lý Nguyễn. Thực sự vừa rồi có thể coi là pha dứt điểm nguy hiểm nhất của Thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu trận đấu. Không chiến tốt, chút xa, và chút xa có lực đi căng của Đỗ Văn Thuận. Phút thứ 43 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Nam Định. Bàn thắng được ghi do công của Osokonan ở phút thứ 6. Bàn thắng thứ 5 của cầu thủ này ở mùa giải năm nay. Nguy hiểm. Barros. Đốt đã cho rằng bóng chạm tay của Minh Nghĩa trong phiếu vừa rồi. Một thoáng mất tập trung, Minh Nghĩa đã không theo được Barros. Không thể bắt phạt đền trong phiếu vừa rồi. Bóng đã chạm chân của Minh Nghĩa trước khi chạm tay của anh. Và tay của anh cũng đang ở trong trạng thái có thể nói là chống đỡ cơ thể. Rất hay của New Zealand.
tay đến từ Rodrigo. Bên trong Mosu Conan. Quả bóng hơi cao của các cầu thủ Nam Định. Rodrigo đang là một trong những bản hợp đồng quá đáng giá của đội bóng Thanh Nam mùa giải năm nay. Một sự thay thế cực kỳ xứng đáng với vị trí của Đỗ Melo để lại. Văn Hiếu. Một số khuôn an. Thẻ vàng. Có thẻ vàng cho Phạm Hoàng Lâm. Thẻ vàng đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh. Anh phạm lỗi với Văn Hiếu. Nhanh được điều rồi. Thi đấu chính thức cuối cùng với trận đầu tiên. Có 1 phút sau thời gian thi đấu bây giờ của trận đấu đầu tiên. Thi đấu có thể nói là rất sôi nổi. Wesley. Đấu dọc cao từ Bình Dương ở vòng thi đấu thứ 8 thì Wesley cũng đã có bàn thắng của mình đánh đầu ở vòng thi đấu cuối cùng của trận đấu. Barros. Bàn thiệt rất hay. Đến lúc này thì trọng tài Ngô Duy Lân cũng đã nổi vào kết thúc được thi đấu đầu tiên đấu giữa CSKA Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh. Đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 10 giai đoạn 1 của Đội Bình Phước 1 mùa giải năm 2021 trong hiệp thi đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Nam Định đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ ngay ở phút thứ 6 do công của Osokuna. Một trận đấu mà rõ ràng là Nam Định đã có được lợi thế hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì đội khách Thành phố Hồ Chí Minh cầm bóng nhiều hơn, họ đã có những tình huống nguy hiểm về phía thành của Lưu Xuân Việt. Nhưng rất đáng tiếc là Lê Nguyễn không thể cụ thể hóa những cơ hội đó. Và những ngày vừa rồi đã kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút để quay lại với hiệp 2 của trận đấu này.
chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh. Đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 10 giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia LFF League 1 của giải năm 2021. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà Nam Định đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 6 do công của tiền đạo Osokonan. Ở đây cũng chính là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo này. Hiệp 1 là hiệp đấu mà Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng số cơ hội về phía khung thành của cả hai bên có lẽ là ngang nhau. Nam Định là đội đã tận dụng cơ hội tốt hơn. Và rõ ràng với lợi thế bàn thắng dẫn trước thì Nam Định có một lối chơi có thể nói là đúng phong cách của mình. Lối chơi chậm chắc và phòng thủ phản công dựa vào bộ đôi Rodrigo Diaz và Osokunan. Hiệp 1 lên thi đấu, Lý Nguyễn cũng đã chơi rất hay trên hàng công của Thành phố Hồ Chí Minh. Lý Nguyễn chính là điểm sáng để nói là tốt nhất của đội khách ở trong lượt thi đấu thứ nhất. Ngay trong lượt thi đấu thứ hai thì đội chủ nhà đã có sự thay đổi người đầu tiên. Đình Sơn vào thay cho số 18, đó là Đoàn Thành Trường. Gần đây thì cầu thủ trẻ của Đình Sơn đã chơi có thể nói là rất tiến bộ trong màu áo của Nam Định. Đình Sơn năm nay mới 20 tuổi. Xuân Tân rất trẻ bên phía đội chủ nhà. Hiệp một là một thi đấu có thể coi là hàng tiền vệ của đội chủ nhà chơi ổn. Là hai cầu thủ chơi hay nhất của Nam Định hiệp một không phải là hai cái tên xa lạ, đó chính là Rodrigo và Osokunan. Và là bóng tốt của Lâm Thị Phong. Trọng Long, Lâm Thị Phong, Đỗ Văn Thuận, Lý Nguyễn. Chắc chắn hiệp thi đấu thứ hai là một thi đấu mà hàng phòng ngự của Nam Định sẽ phải chịu nhiều sức ép hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu đầu tiên. Lâm Thị Phong đã ở tư thế biệt vị rồi. Đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước SHB Đà Nẵng. Bàn thắng được ghi do công của Nguyễn Tiến Linh ở phút thứ 80. Đây cũng chính là bàn thắng thứ 6 của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Một mùa giải có thể nói là rất hay của tiền đạo mặc áo đội tuyển quốc gia. Có bàn thắng đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái tên mà các cầu thủ Nam Định sẽ phải để ý tới đó là Lâm Thị Phong, một những cái tên chơi hay nhất của Thành phố Hồ Chí Minh trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một thoáng mất tập trung của bộ đôi trung vệ Wesley Santos và Minh Nghĩa. Rõ ràng hiệp thi đấu thứ hai thì hàng phòng ngự của Nam Định sẽ phải chịu nhiều sức ép hơn rất nhiều.
khác với tình huống hãm ngực của Lý Nguyễn trong hiệp thi đấu đầu tiên thì vừa rồi chính là một tình huống hãm ngực rất hay đến từ Lâm Tý Pồng. Không có lỗi việt vị nào cả. Có thể thấy là vị trí đứng của Minh Nghĩa cũng như Wesley trong tình huống vừa rồi không thể bóng lót được kịp cho nhau. Và khống chế quá hay đến từ Lâm Tý Pồng, nhưng mà chúng ta có thể phải nói tới đường truyền của Đỗ Văn Thuận. Sự điều chỉnh của ông Bô Kinh đã có tác dụng ngay lập tức. Hoàng Lâm với chiều cao của mình sẽ vào kiểm soát Rodrigo. Và vừa rồi với khả năng chuyền bóng tốt của mình thì Đỗ Văn Thuận đã đặt Lâm Tý Pồng vào một tư thế ghi bàn khá thuận lợi. Một đều đầu hiệp 2 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Trận đấu có thể nói là hấp dẫn nữa ở trong ngày hôm nay, đó là Gia Lai đã giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Hà Nội. Một trận đấu đã làm rơi nước mắt của đội trưởng Vương Xuân Trường. Xuân Trường cũng chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Tình huống rút xa có thể nói là một siêu phẩm của vòng đấu này. Có thể hiểu được cảm xúc của Xuân Trường sau khi trận đấu kết thúc, nước mắt đã rơi. Quá lâu rồi thì Gia Lai mới chiến thắng được Hà Nội, qua đó họ tiếp tục đứng vững ở vị trí đầu bảng hơn Viettel 3 điểm. Mai Xuân Quyết không được. Đường chuyển cuối cùng của Mai Xuân Quyết bóng không tìm được đến vị trí của Osokonan cũng như là Rodrigo. Mềm mại của Lý Nguyễn. Barros. Lý Nguyễn đúng là một cầu nối rất quan trọng trong lối chơi của Vô Kinh. Hiệp 1 là một hiệp thi đấu Minh Nghĩa đã chơi ổn bên cạnh Wesley Santos, nhưng chỉ một thoáng mất tập trung trong hiệp thi đấu thứ hai thì hàng phòng ngự của Nam Định đã phải trả giá bằng một bàn thua. Khung thành của Nam Định, rất may là Barros không thể tạo ra được một điểm chạm trong tình huống vừa rồi. Suýt chút nữa thì Barros đã làm nên chuyện ở pha phòng ngự của Sokonan. Lâm Tý Pồng ở phút thứ 49 thực sự đã giải tỏa rất nhiều cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Tý Pồng cùng với Lê Nguyễn chính là hai thủ chơi nổi bật nhất trên sân khách trong trận thi đấu đầu tiên. Phải là cánh mà Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tấn công rất nhiều, người có tốc độ của Lâm Tý Pồng. Anh cũng đã khiến cho một cầu thủ của Nam Định phải nhận thẻ vàng. Đó chính là thủ đã rời sân, Đoàn Thanh Trường. Ừ.
Phương. Năm nay đã 32 tuổi nhưng thể lực của anh vẫn còn rất khỏe. Lỗi rồi, lỗi của Xuân Tân. Trong thi đấu đầu tiên thì độ ly khoảng cách của Julio Barros và Hà Paulo là rất xa nhau và chúng ta chưa nhìn thấy được những mối phối hợp của hai cầu thủ này. Một cách chơi rất khác với bộ đôi tiền đạo của Nam Định, khi mà Rodrigo Diaz và Osokonan rất hay tìm thấy nhau ở những tình huống triển khai tấn công của đội chủ nhà. Đỗ Văn Thuận, với việc đẩy cao Đỗ Văn Thuận lên hàng tiền vệ, rõ ràng là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều phương án tấn công hơn. Khả năng giữ nhịp cũng như là khả năng chuyền dài và khả năng chuyền bóng ở cự ly trung bình của Văn Thuận là rất tốt. Trong những thi đấu đầu tiên, chúng ta có thể thấy là Đỗ Văn Thuận cũng đã tung ra một đường chuyền. Osokonan rất quen thuộc những tình huống tấn công, bóng đến đầu của Rodrigo và suýt một chút nữa lại đến vị trí của Osokonan. Lần này thì Hoàng Lâm đã theo kịp được đường bóng vừa rồi. Đường đánh có thể nói là rất đơn giản nhưng thực sự hiệu quả của nó lại rất cao. Đánh đầu, một chạm bóng cuối cùng đó là Wesley Santos. Phản công cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đội khách thì Lâm Thị Phong cũng đang chơi rất hay. Để Lâm Thị Phong giữ được phong độ như thế này thì rất khó để cho Hồ Tuấn Tài có thể có được một suất đá chính trong đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Tuấn Tài mới trở lại sau chấn thương và phong độ của anh cũng không thực sự tốt. Là một mùa giải rất hay bởi tính chất có thể nói là bất ngờ. Không ai nghĩ Hoàng Gia Lai lại chơi thăng hoa đến như vậy. Nhưng thực sự dưới bàn tay của huấn luyện viên Kia Thi Sắc, đó là một Hoàng Gia Lai có thể nói là thực sự khác. Khác bởi tinh thần, khác bởi ý chí và đặc biệt là niềm tin của các cầu thủ với chính đội bóng của mình. Ngày hôm nay thì Hoàng Gia Lai đã giành chiến thắng trước câu lạc bộ Hà Nội và đó nâng cách biệt giữa Gia Lai và Hà Nội lên con số 15 điểm. Chiến thắng và chỉ hơn Hà Nội 12 điểm thôi. Trước trận đấu này thì cầu thủ Gia Lai hơn Hà Nội 9 điểm. Dứt điểm, có thể coi là một tình huống dứt điểm nguy hiểm của Thành phố Hồ Chí Minh. Dứt điểm trong cú vừa rồi lại là Lâm Tị Phong. Ngày thi đấu thực sự vất vả của những cầu thủ bên phía hành lang cánh trái của Nam Định. Hà Paulo. Rất khó chịu của các cầu thủ tiền vệ bên phía đội chủ nhà. Duy Nguyễn không có lỗi. Quá chậm. Barros rất thoáng bên phía cánh trái. Hà Paulo
không được. Thật sự là Lý Nguyễn quá thất vọng bởi cách chuyền bóng vừa rồi của Junior Barros. Nếu như Barros tinh ý hơn, có một đường bóng sang phía cánh phải cho Lý Nguyễn thì cơ hội sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Đó cũng chính là những gì mà các cổ động viên của Thành phố Hồ Chí Minh nhìn thấy ở các cầu thủ người Brazil kể từ đầu mùa giải. Đã có rất nhiều những nhận định rằng ba cầu thủ Brazil rất hay chơi với nhau. Huy Toàn, gọi rất nguy hiểm. Và rõ ràng trong tình huống trước đó thì Lý Nguyễn đứng ở một vị trí tốt hơn rất nhiều so với Hà Paulo, nhưng Barros vẫn quyết định chuyền bóng cho người đồng hương của mình. Có lẽ đó là một những quyết định khiến cho Lý Nguyễn có thể nói là khá tức giận. Một phút sóng gió về khung thành của Đinh Xuân Việt, mặt lo lắng của huấn luyện viên Văn Sĩ, rất lo lắng. Đội chủ nhà đã bị một bàn gỡ rất sớm cái đầu hiệp 2. Vừa rồi là những tình huống ép sân liên tục của Thành phố Hồ Chí Minh. Công bằng mà nói thì chiều sâu đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh với những con người họ đang có là chất lượng hơn so với đội chủ nhà. Nguy hiểm! Và đá bạt bằng chân trái, bóng đi cuộn vào trong, rất nguy hiểm của Paulo. Góc quay vừa rồi thì đường bóng đi thực sự nguy hiểm. Huấn luyện viên Văn Sĩ đang tận dụng gần như là tốt nhất những gì được có trong tay. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy chỉ một sự thiếu vắng của đội trưởng Lâm Anh Quang ở hàng phòng vệ. Cầu thủ đá thay Lâm Anh Quang đó chính là Minh Nghĩa. Minh Nghĩa không phải là một trung vệ. Hoàng Minh Tuấn vào thay cho Mai Xuân Quyết. Huy Toàn, tốc độ của Barros, như vậy là Vũ Thế Vương vào sân để thay cho Phan Văn Hiếu. Đó là Lý Nguyễn. Đánh đâu! Như vậy Nam Định đã gục ngã ở tình huống không chiến. Tất cả các bóng áo vàng đã đứng sững lại sau pha đá phạt vừa rồi của Lý Nguyễn. Ta sẽ xem lại ai là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui của các cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường. Có lẽ người nâng tỷ số lên 2-1 đó là Lâm Tý Phong. Bàn thắng thứ hai của Lâm Tý Phong trong trận đấu này. Trước trận đấu này thì Lâm Tý Phong chưa có bàn thắng nào cả. Nhưng chỉ duy nhất trận đấu này thì anh đã có cho mình 2 bàn. Không một cầu thủ nào của Nam Định theo sát Lâm Tý Phong trong tình huống vừa rồi. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Junior Barros. Niềm vui của huấn luyện viên Polking.
xuất sắc của Lâm Tiên Phong. Không chỉ bởi anh có hai bàn thắng cho tới lúc này, mà kể cả những đóng góp trong lối chơi của Lâm Tiên Phong dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ 14 phút thôi. 14 phút thôi thì Lâm Tiên Phong đã có hai bàn thắng để giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có trận đấu lội ngược dòng trước đội chủ nhà Nam Định. Và có thể thấy thì sự thiếu vắng của đội trưởng Lâm Anh Quang là quan trọng đến như thế nào. Lâm Anh Quang là một những cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt. Conan sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp cho cầu thủ Nam Định. Với phản ứng vừa rồi thì Lý Nguyễn phải nhận thẻ vàng. Lỗi đẩy sau của Đinh Khương và Osokunan. Đội hình của Nam Định rất nhiều những cầu thủ có khả năng sút phạt tốt. Có thể cầu thủ nhận được đá phạt này là Rodrigo. Sút của Rodrigo là rất mạnh. Xác là như vậy. Bàn thắng thứ 5 của Rodrigo mùa giải năm nay. Cả hai tiền đạo của Nam Định đều đã có 5 bàn thắng. Rất hay. Trận đấu phải nói là tuyệt vời của Rodrigo. Nam Định đã rất vần vũ thế vương. Thế vương không qua được Minh Cường. Quý Toàn, Leo Barros, pha phòng ngự rất hay. Hoàng Minh Tuấn, Osokonan rất đáng tiếc cánh phải rất thoáng. Xuân Tân, đấu tiếp tục. Vậy là trọng tài Duy Lân đã cắt còi. Lỗi vừa rồi là chính xác. Đội Quốc Kinh không nên phản ứng thái quá đến như vậy. Và cả Võ Huy Toàn nữa. Quyết định đã được đưa ra. Trọng Long đã có những tác động nhất định đối với Xuân Tân. Quyết định thổi phạt của ông Duy Lân là hoàn toàn hợp lý.
rất nhiều những thành viên trong thành phố Hồ Chí Minh đã bị nhận những án kỷ luật. Conan sẽ có phạt góc. Trường đang rất vui sau bàn gỡ của Rodrigo Diaz. Và chắc chắn là với tinh thần như thế này thì Nam Định sẽ chơi rất hay trong phần còn lại của trận đấu. Rodrigo! Văn Cường đã chơi tốt trong tình huống vừa rồi. Barros có lỗi việt vị của Paulo. Và cuối cùng thì Paulo đã đứng ở trong tư thế việt vị. Đấu khá căng thẳng. Thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhận 3 thẻ vàng. Trong khi đó thì Nam Định của chủ nhà cũng đã phải nhận 2 thẻ. Vẫn là những thắc mắc của huấn luyện viên Kinh với các trọng tài. Nếu như ông được xem chậm lại tình huống trong lòng phạm lỗi của Xuân Tân, chắc chắn sẽ hiểu là tại sao trọng tài Ngô Duy Lân đã có những quyết định như vậy, thậm chí là trọng lòng còn phải nhận một thẻ vàng. Không, có lẽ thẻ vàng là dành cho huấn luyện viên Kinh, không phải thẻ vàng dành cho Trọng Long. Chắc chắn với lỗi của Trọng Long vừa rồi rất khó để rút một thẻ vàng, chỉ trừ khi anh có những phản ứng thái quá đối với các trọng tài cũng như là các trợ lý trọng tài. Và vừa rồi thì thẻ vàng được xác định dành cho huấn luyện viên Kinh bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Là một cầu thủ rất hay bị chấn thương. Và cầu thủ vào sân để thay cho Huy Toàn đó chính là Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức là một hậu vệ trái. Trường Rodrigo rất hay, không được, và chạm bóng của Hoàng Minh Tuấn là không tốt. Tình huống vừa rồi tốc độ của Minh Tuấn là khá ổn, nhưng anh cần phải có một tình huống chạm bóng bước một tốt hơn. Là chấn thương của Sơn Ngọc Đức. Có lẽ với chấn thương căng cơ sau thì Sơn Ngọc Đức rất khó có thể tiếp tục thi đấu phần còn lại của trận đấu này. Bằng ghế dự bị của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có một cái tên rất được sự chú ý của khán giả tổ Thành Nam, đó chính là Lê Sĩ Minh. Một trận đấu khá cảm xúc khi quay trở lại sân Thiên Trường của Sĩ Minh. Cái tên có thể được huấn luyện viên Vôn Kinh đưa vào sân để thay cho Sơn Ngọc Đức. Có thể là Lê Sĩ Minh và có thể là Phan Thanh Hậu. Trọng Long, Sâm Đức rất hay, tạt bóng đánh đầu, để nói là một pha dứt điểm rất tệ đến từ Julio Barros. Lần này thì Barros không thể tức giận
với mặt sân được nữa rồi. Một tư thế đánh đầu thoải mái đến như thế này mà anh có một tình huống đánh đầu có thể nói là rất nghiệp dư. Và đánh đầu đi chạy rất xa khung thành của Đinh Xuân Việt. Tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội đang khá chênh lệch, rất giống với hiệp thi đấu đầu tiên. 65% nghiêng về đội khách Thành phố Hồ Chí Minh. Với những tình huống dứt điểm trong trận đấu này thì thật sự không khó hiểu thì Barros chưa có bàn thắng nào cho Thành phố Hồ Chí Minh cả. Sokonan 2-2, bên trong là Rodrigo, chậm mất rồi. Hoàng Minh Tuấn, phải là Thế Vương, tạt bóng nguy hiểm. Một pha dàn xếp tấn công rất có nét đến từ đội chủ nhà Nam Định. Thế Vương tìm một cách nhanh nhất để đưa trái bóng tới vị trí của Osukunan và Rodrigo Diaz. Đây là những phút mà cao thủ Nam Định rất hay có bàn thắng ở mùa giải năm nay. Đình Sơn, nguy hiểm, bài quá cảm xúc của Sokonan. Thật sự là quá cảm xúc của trận đấu quá hay của Nam Định. Họ không cần cầm quá nhiều bóng nhưng Sokonan đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Nam Định. Thật sự là sân Thiên Trường đang nổ tung với bàn thắng của Sokonan. Bàn thắng thứ 6 của Sokonan và anh đã nâng số bàn thắng của anh bằng với Tiến Linh. Đây là một bàn thắng mà Sokonan có phần may mắn. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể thấy sức ép của hàng công Nam Định lên khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh là lớn đến như thế nào. Không thể có bất kỳ một lỗi gì trong pha nâng tỷ số lên 3-2 của Sokonan cả. Bàn thắng là hợp lý và chắc chắn trận đấu sẽ rất hay, rất hay. Chỉ trong vòng 14 phút ở hiệp thi đấu thứ hai thì Lâm Thị Phong đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước 2-1. Và cũng chỉ trong ít phút thôi thì Sokonan cũng đã giúp cho Nam Định dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 3-2. Bàn thắng sát bằng tỷ số của Rodrigo. Một trận đấu thực sự hay, không bao giờ dễ dàng cho bất kỳ một đội bóng nào khi phải thi đấu trên sân Thiên Trường cả. Đây là các trợ lý của ông Park Hang-seo. Một trận đấu mà những cái tên như là Lâm Thi Phong sẽ được các trợ lý của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia để ý rất nhiều. Bên phía Nam Định thì không có cầu thủ nội nào thi đấu quá nổi bật, chúng ta có thể nhìn thấy lối chơi tập thể, tinh thần tập thể của Nam Định và đặc biệt là khả năng sát thủ của bộ đôi Rodrigo Diaz và Sokonan trên hàng công. Sokonan ghi 2 bàn và Rodrigo Diaz có 1 bàn trận đấu này, giúp cho Nam Định đang dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 3-2. Trận đấu đang diễn ra quá hay. Thực sự là bộ đôi tiền đạo ngoại bình của Nam Định xứng đáng giành được những sự khen ngợi có thể nói là rất lớn đến từ khán đài sân Thiên Trường. Cầu thủ đang bị chuột rút đó chính là Bùi Trọng Long. Sân Thiên Trường đang dậy sóng bởi bàn thắng thứ 3 của Sokonan.
đến ở thời điểm có thể nói là rất nhạy cảm. Thời gian của trận đấu không còn quá nhiều, chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa cho những trận đấu chính thức của trận đấu này thôi. Bàn thắng ở mùa giải năm nay và thậm chí còn vượt trên Hoàng Anh Gia Lai để là đội bóng có số bàn thắng nhiều nhất cho đến lúc này tại V-League. Một hàng công có thể nói là đáng mơ ước của tất cả các đội bóng. Trong số 20 bàn thắng của Nam Định ở thời điểm hiện tại thì Oscar Conan có 6 bàn và Rodrigo Diaz có 5 bàn. Chưa tính tới những lần mà hai cầu thủ này tạo điều kiện cho các đồng đội ghi bàn ở mùa giải năm nay. Thật sự là dấu ấn của Conan cũng như là Rodrigo Diaz là quá lớn. Nam Định cứ đá như thế này thì sân trên trường không thể nào mà vắng được. Thật sự là như vậy. Họ chơi quá hay, quá cống hiến, trận đấu quá nhiều bàn thắng. Bất kỳ đó là trận đấu thắng hay thua, và đó chính là Nam Định. Nam Định luôn có những trận đấu có thể nói là rất cảm xúc. Cầu thủ đang bị đau đó chính là Sơn Ngọc Đức. Tình huống chơi bóng fair play của Oscar Conan. 81 trận đấu rồi và tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Nam Định. Cảm xúc thay đổi liên tục trong trận đấu này. Nam Định là đội dẫn trước, sau đó Thành phố Hồ Chí Minh lỗi ngược dòng dẫn trước đội chủ nhà. Liên tục là những cảm xúc khác nhau. Vũ Thế Vương được. Văn Trường đã phải nhận một thẻ vàng trong trận đấu này. Và anh cần phải kiềm chế hơn, không nên có những hành động phản ứng như vừa rồi. Và những hành động như vừa rồi rất có thể anh sẽ phải nhận những thẻ vàng vô lý, đặc biệt nếu là thẻ vàng thứ hai. Lý Nguyễn. Thì mình sẽ phải dồn hết lực lượng cho mặt trận tấn công ở những phút cuối. Hạp Paulo. Văn Thuận. Không được. Và sân thị trường ngày hôm nay khá trơn, rất nhiều những tình huống trượt chân của cầu thủ hai bên. Lỗi của Hoàng Minh Tuấn với Sâm Ngọc Đức. Để sau khi bị căng cờ thì Sâm Ngọc Đức vẫn có thể tiếp tục thi đấu cho đến lúc này. Lỗi việt vị của Julio Barros. Trận đấu nữa thì Barros lại mang về nỗi thất vọng trên hàng công của Thành phố Hồ Chí Minh. Suy nghĩ của huấn luyện viên Kinh về cầu thủ này. Không phải là Julio Barros không có cơ hội về việc khung thành của Đinh Xuân Việt, nhưng những tình huống dứt điểm của anh thì thực sự là rất đáng trách. Chỉ cần nhìn sang bộ đôi của Nam Định, Conan và Rodrigo, có lẽ là huấn luyện viên Kinh hiểu vì sao mà đội bóng của ông đang thi đấu khó khăn đến như vậy.
Mặc dù Nam Định là một đội bóng có thể nói là không có chiều sâu và lực lượng quá tốt. Sokodan phải là Thế Vương trong Rodrigo được sút bóng Đình Sơn Trọng Long chậm mất rồi phải là Thế Vương rồi Đình Sơn không được rất đông bó đỏ nhưng Nam Định đang chơi rất hay. Rodrigo chấn bại không được, xử lý là rất hay đến từ Rodrigo. Tình huống dứt điểm cuối cùng của anh lại đi hơi lành và va chạm rất mạnh của hai cầu thủ Nam Định. Ngực của Đình Sơn đã đập vào đầu của Đình Mạnh. Và đây là những chấn thương mà các trọng tài sẽ ngay lập tức cắt còi và nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Thật sự nếu tỉnh táo hơn, Julio Diaz sẽ có một tình huống chuyền ra phía góc xa nơi mà Xuân Tân đã đứng đợi sẵn. Nhưng thực sự quyết định dứt điểm của Rodrigo cũng là hiểu được. Đều ghi được 3 bàn thắng. Thật sự là một hàng công có thể nói là bùng nổ của đội Việt Nam của mùa giải năm 2021. 6 bàn cho Oso Conan và 5 bàn cho Rodrigo Diaz, Hồ Tuấn Tài, Xuân Nam và Lê Sĩ Minh là những cái tên được huấn luyện viên Vô Kinh cùng vào sân ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Như vậy Lê Sĩ Minh cũng đã có cơ hội để chạy trên thảm cỏ của nơi đã đào tạo ra anh. Rất cảm xúc. Cầu thủ tốt nhất trên hàng công còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được huấn luyện viên Vô Kinh cùng vào sân. Cầu thủ ở sân đó là Hao Paulo. Tương đối khó hiểu vì dù sao Hao Paulo vẫn thi đấu tốt hơn so với Julio Barros. Đấu rất năng nổ của số 1 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Một quyết định thay 3 cầu thủ cùng lúc và đây là những sự thay đổi về cuối cùng Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Vẫn còn 2 sự thay đổi người nữa. Và thay cho Julio Barros. Không phải, anh bảo thân thay cho Hao Paulo. Barros vẫn còn trên sân và bảo chạm rất mạnh và có lẽ một cầu thủ Nam Định đang rất đau. Hơn.
thủ đang bị đau đó là Đình Sơn. Không được. Rất khó của Bùi Văn Đức dành cho Hồ Tuấn Tài. Đình Sơn rất đau sau pha va chạm với Junior Barros. Sẽ mình vào sân để thay cho Trọng Long. Cầu thủ đã bị chuột rút trước đó. Những trận đấu chính thức cuối cùng trận đấu này, Nam Định đang dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 3-2. Và nếu như tỷ số này được giữ nguyên, Nam Định sẽ lần đầu tiên để lọt vào top 6. Nam Định đã vượt trên Hà Nội cũng như là Đông Á Thanh Hóa. Số điểm tạm thời của Nam Định nếu như họ giành chiến thắng với tỷ số là 3-2 trong trận đấu này sẽ là con số 15. 20 bàn thắng ghi được sau 10 vòng đấu, một con số quá ấn tượng, 2 bàn một trận. Ngay cả đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai cũng không làm được điều này. Đương kim vô địch Viettel cho tới lúc này chỉ có 13 bàn thắng mà thôi. Hàng công có thể nói là đáng mơ ước ở V-League ở thời điểm hiện tại, với sự có mặt của Osikonan và Rodrigo Diaz. Rất hay, rất tỉnh táo. Tiếp là ba con người vừa rồi của Minh Tuấn, bóng lại đi hết đường biên dọc. Thiếu xử lý táo bạo của số 28 bên phía Nam Định. Thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai là 5 phút. 5 phút cho những nỗ lực cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Lỗi của Xuân Tân với Junior Barros. Chủ nhà sẽ cần rất phải thận trọng. Như vậy có vẻ như là Văn Hiếu đã phải nhận thẻ vàng thứ hai của trọng tài Ngô Duy Lân trong trận đấu này, và đây là thẻ đỏ. Rất đáng tiếc khi ở trận đấu sau cầu thủ trẻ Văn Hiếu sẽ không thể góp mặt trong đội hình của Nam Định. Văn Hiếu đang chơi rất hay trong mùa giải năm nay, thường là một tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Đinh Xuân Việt. Cuối trận thì pha đá phạt trực tiếp như thế này thường tiềm ẩn những rủi ro rất lớn cho khung thành các thủ môn. Thiếu cân bằng ở đấu này khi hàng công chơi khá ổn nhưng hàng thủ thì lại là một vấn đề lớn. Hôm nay thì hàng thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhận bàn thua thứ 16. Nam Định là hai đội đang phải nhận số bàn thua nhiều nhất. Đối với Nam Định đó chỉ là sự nhỏ vì họ đã có được số bàn thắng, có thể nói là thậm chí còn vượt hơn số bàn thua của họ. Đây
có lẽ chỉ là sự thay đổi về chiến thuật của đội chủ nhà mà thôi. Cầu thủ rời sân đó là Vũ Thế Vương. Thế Vương cũng vào sân cách đây không lâu. Nam Định tăng cường. Khẩn trương, gần như không còn cơ hội cho thành phố nữa rồi. Xem điều gì đang xảy ra. Như Lý Nguyễn phải nhận một thẻ vàng thì đây có lẽ là thẻ vàng thứ hai cầu thủ này. Như vậy là đã có thẻ đỏ cho Lý Nguyễn. Không còn cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Một trận đấu có thể nói là rất đáng buồn. Tân rất hay của một cầu thủ 20 tuổi thôi nhưng đang chơi có thể nói là rất chững chạc. Ngày mà chung đội trẻ như nghĩa cũng đã phần nào đó chơi tương đối tròn vai thay thế cho Lâm Anh Quang. Bù giờ thứ 8 rồi. Vô tình chưa có được một chiến thắng nào trên sân khách ở mùa giải này. Đây sẽ là trận thua thứ tư trên sân khách của Thành phố Hồ Chí Minh. Liên tiếp là những thẻ vàng và thẻ đỏ. Có lẽ sau tình huống phát bóng này sẽ kết thúc mà thôi. Bù giờ quá lâu rồi. Những tấm thẻ không còn quá quan trọng đối với Nam Định nữa. Quan trọng nhất là họ sẽ giành 3 điểm trận đấu này. Trận đấu rất kịch tính. Lần đầu tiên Nam Định sẽ góp mặt trong top 6 ở mùa giải năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một sự thất vọng. Xếp thứ 12.
đợi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Ngô Duy Lân. Một tình huống đá phạt trực tiếp cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bù giờ thật sự là rất dài. Mẹ đã bước sang phút bù giờ thứ 13 rồi. Đây sẽ là tất cả những gì còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh. Không thể dài hơn được nữa. Đứng trước bóng đó là Lê Sĩ Minh, rất hồi hộp. Thẻ vàng cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, thực sự ông cũng có lý do khi cho rằng thời gian bù giờ là quá nhiều, rất nhiều những bàn thắng đã đến từ những giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Chúng ta cần nhớ rằng là ở vòng đấu trước thì Nam Định cũng vậy, giây cuối cùng của thời gian bù giờ trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai thì Nam Định đã phải nhận một quả đền, sự là rất nghiệt ngã. Không được, cuối cùng thì tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên, 3 điểm đã ở lại sân Thiên Trường. Chiến thắng ở trận đấu này thì Nam Định sẽ lọt vào top 6 đội mạnh nhất ở thời điểm hiện tại với 15 điểm có được, chiến thắng thứ 5 ở mùa giải năm nay và là chiến thắng thứ 4 ở sân Thiên Trường. Trong khi đó thì với thất bại này thì Thành phố Hồ Chí Minh dậm chân ở vị trí thứ 12, họ chỉ xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn với 10 điểm có được mà thôi. Một trận đấu rất hay, có thể nói là rất cảm xúc của cầu thủ cả hai bên. Một lần nữa thì Nam Định lại chứng tỏ sân Thiên Trường là một thánh địa của họ, niềm vui của rất nhiều những cổ động viên trên sân Thiên Trường, đặc biệt Osokona. Cầu thủ đã có hai bàn thắng ở trận đấu năm nay, của hai bàn thắng ở trận đấu hôm nay và một bàn thắng của Rodrigo Diaz, người ghi hai bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là Lâm Thi Phong. Ta có thể nhìn thấy cảm xúc của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ là như thế nào, thật sự là quá mệt mỏi nhưng xứng đáng. 3 điểm đã ở lại với Thiên Trường, xin chúc mừng câu lạc bộ Nam Định.